Mịch bị ném đá khi để trợ lý dẹp đường cho mình đi qua. Rất nhiều bình luận chịu mũi dùi về Dương Mịch, cho rằng nữ diễn viên phải trung túng, thì nhân viên mới dám ngăn người qua đường để ưu tiên cho cô đi. NetEase ngày 2 tháng 6 đưa tin, mới đây Dương Mịch xuất hiện trên đường phố trong trang phục năng động. Nữ diễn viên mặc chiếc áo khoác nỉ màu xanh quân đội, bên trong là áo t-shirt màu trắng và quần biker, vốn là xu hướng thời trang thời gian gần đây. Tuy chỉ là trang phục thoải mái sau khi tan làm, nhưng Dương Mịch vẫn khoe khéo được đôi chân tiên tử dài miên man, thon thả và thẳng tắp của mình. Trước khi sang đường để di chuyển về nơi nghỉ ngơi, Dương Mịch quay lại chào mọi người trong đoàn làm phim, cô còn thân thiết nói: "Tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày mai." Vốn dĩ hình ảnh của nữ diễn viên sẽ ghi điểm tuyệt đối, thế nhưng khi Dương Mịch chuẩn bị sang đường, thì hai nhân viên thuộc nhóm hỗ trợ cô đưa tay ra chặn người đi đường. Nữ nhân viên mặc áo màu xanh còn hô hoán, yêu cầu các phương tiện giao thông phải dừng lại cho Dương Mịch đi qua an toàn, thuận lợi. Đang nói, chỗ mà Dương Mịch đỉnh qua không phải là phần đường dành cho người đi bộ. Những hình ảnh này được người qua đường chụp được, đăng tải lên mạng xã hội, gây nhiều phản ứng trái chiều. Trong khi một bộ phận người hâm mộ của Dương Mịch mãi ca tụng nhan sắc không tuổi của nữ diễn viên, thì đa số cư dân mạng chỉ trích thái độ nhóm nhân viên là hách dịch, kiêu ngoa, chiếm dụng tài nguyên công cộng và làm ảnh hưởng cản trở giao thông. Rất nhiều bình luận chịu mũi dùi về Dương Mịch, cho rằng nữ diễn viên phải dung túng, yêu cầu thì nhân viên mới dám tỏ ra thượng đẳng như vậy. Cô ấy chỉ là diễn viên, không phải là nhân vật quan trọng mà mọi người buộc phải nhường đường, thái quá rồi. Tan làm thôi cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Thế này là cản trở giao thông rồi còn gì? Bây giờ diễn viên bị ảo tưởng quyền lực rồi, không hiểu gì mà để nhân viên chặn người đi đường lại cư dân mạng bức xúc bàn tán. Dương Mịch đang hợp tác với nam diễn viên kém cô 9 tuổi, Hứa Khải. Hai người đóng cặp với nhau trong bộ phim truyền hình Điện luật tình yêu 80 trên 20. Cả hai thường xuyên lộ hình ảnh tương tác ngọt ngào trên phim trường. Nữ diễn viên được xem là con ong chăm chỉ nhất nhì showbiz Trung Quốc. Không chỉ đóng phim liên tục, Dương Mịch còn mãi miết đi sâu, đi sự kiện, chụp ảnh cho nhãn hàng. Có thể nói, độ phụ sóng của Dương Mịch hiện nay vẫn đang dẫn đầu lành chỉ trí hoa ngữ.